Từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, đội tuyển Karate tỉnh Hưng Yên đã tham dự giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ 3 được tổ chức tại tỉnh Điện Biên và đã xuất sắc giành được 7 huy chương các loại. Đội tuyển tỉnh Hưng Yên tham dự giải vô địch Karate miền Bắc lần thứ 3 với 6 vận động viên và tham gia thi đấu ở 10 nội dung. Tại giải đấu, các vận động viên đều đã rất nỗ lực và cố gắng hết mình để thực hiện trình độ cũng như kỹ thuật chuyên môn cao nhất. Kết thúc giải, đội tuyển Hương Yên đã xuất sắc giành được 7 huy chương, trong đó vận động viên Trần Thị Huyền Diệu đã giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc. Vận động viên Nguyễn Anh Hào đã giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng.